Mới đây, trên hình thành một tô biết những tình huống nào cho thấy cách lạnh lẽo ô dục của người lớn làm gamer thủ kinh hồn ngạc. Trong đó, có một câu chuyện thu hút rất đông sự tương tác của cư dân mạng. Chuyện là thế này. Trên chuyến xe bớt nọ, có một bà lão đang nói xấu con dâu với đứa cháu khoảng 8 tuổi. Nói đi nói lại rất lớn tiếng, và tụ chung lại thì đều là chê trách mẹ đứa nhỏ dại tiêu tiền bừa bãi, không biết chăm nom gia đình. Đứa trẻ nghe thấy kết thúc liền ngay thẳng gọi, bà ơi, mẹ cháu có khuyết điểm, bà phải nói với mẹ cháu thì mẹ mới biết mà sửa chứ. Người bà liền đáp, còn bảo bà nói với mẹ cháu. Cháu dở hơi này, những lời này làm sao mà nói trước mặt mẹ cháu được. Đứa cháu dương đôi mắt ngây thơ lên bảo bà, mẹ cháu nói rồi, những lời nói không nói ra trước mặt người khác thì sau lưng cũng không nên nói, nếu không thì sẽ không phải quân tử à. Mọi người trên xe đều cười cợt ồ lên và trầm trồ vì cách lạnh lẽo ô dục của người mẹ. Còn người bà thì tỏ ra xấu hổ, cử chỉ thấp thỏm thấy rõ. Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ trên đã lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Bên cạnh khen ngợi sự nhanh trí của cậu bé xíu, nhiều người khác biệt tấn công lạnh lẽo cao cách dạy dỗ của người mẹ. Khâm phục quá! Người mẹ đã dạy con mình rất tốt. Sự lạnh lẽo ô dục của người mẹ thật khiến người khác kinh hồn ngạc. Một câu nói úy thôi đủ khiến mọi người biết chị không tệ như lời mẹ chồng nói rồi. Trong câu chuyện trên, dù người mẹ không trực tiếp hình thành trong câu chuyện nhưng liên tiếp được người bà và đứa trẻ nhắc tới. Theo những lời kể của bà nội thì chị là người không biết chăm nom gia đình, tiêu xài hoang phí. Thế nhưng, khi đứa bé xíu nhắc một lời dạy dỗ của mẹ những lời nói không nói ra trước mặt người khác thì sau lưng cũng không nên nói, ai nấy trên chuyến xe bớt đều hiểu rằng đó là một người mẹ tốt, có cách lạnh lẽo ô dục con cái tuyệt vời. Rõ ràng, tâm hồn con trẻ như một tờ giấy trắng, nhưng không có nghĩa là con không biết gì và mọi người muốn nói gì cũng được. Đặc biệt, đừng trút những cảm xúc không liên quan lên người con trẻ. Những câu chuyện lệch lạc từ một phía khiến trẻ không thể phán xét đúng sai của sự việc mà còn dễ làm lung lay niềm tin của chúng vào thân phụ mẹ. Đừng để nghĩ nội án ố vô soàn xỉnh của người lớn làm.